phát hiện 5 thanh niên tử vong tại chung cư khu đô thị Linh Đàm. Châu Bùi lên tiếng sau khi bị quay lén và nhận bình luận khiếm nhã. Bản án cho hung thủ vụ giấu sát người trong bao tải dứa. Bảo hiểm bồi thường thế nào trong vụ nữ tài xế gây tai nạn ở Vũng Tàu? Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube của chúng tôi. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ mời quý vị theo dõi phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, rạng sáng ngày 29 tháng 6, người dân khu HH2B khu đô thị Linh Đàm phát hiện một nam thanh niên tử vong nằm bất động dưới sàn tòa nhà, nghi rơi từ trên cao. Hiện trường nhanh chóng được phong tỏa để điều tra nguyên nhân theo đó người dân sinh sống tại đây hốt hoảng phát hiện một nam giới nằm bất động dưới sân tòa nhà vào rạng sáng theo thông tin từ người dân vào thời điểm phát hiện nạn nhân đã nằm bất động dưới sân sau đó ít phút người thân của nạn nhân hốt hoảng kêu cứu đưa nạn nhân đi cấp cứu tuy nhiên nhân viên y tế xác định người này không qua khỏi ngay sau khi xảy ra sự việc lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường và điều tra nguyên nhân Sáng cùng ngày, một cán bộ thuộc lực lượng chức năng cho biết đến 8 giờ sáng công tác khám nghiệm đã hoàn thành. Nạn nhân là nam giới sinh năm 2001 đã được bàn giao cho gia đình và đang đưa về đại hóa thân Hoàng Vũ, Nam Định. Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ. Liên quan đến vụ việc, nữ fashionista Châu Bùi bị đặt camera quay lén tại phòng vệ sinh nơi cô đang làm việc gây xôn xao dư luận ngay sau khi bài tố cáo về vụ việc được châu bùi đăng tải đã nhận về nhiều sự phẫn nộ lên án cho hành động ghê tởm của kẻ xấu tuy nhiên cũng có không ít những tài khoản lại đưa ra bình luận khiếm nhã về nữ người mẫu sau khi sự việc xảy ra châu bùi đã có những động thái đầu tiên cụ thể châu bùi đã lên tiếng sau sự việc bị quay lén gây xôn xao dư luận vừa qua cô cho biết cảm thấy may mắn hơn nhiều nạn nhân khác vì kịp thời phát hiện sự việc và hình ảnh nhạy cảm chưa bị phát tán theo Fashionista, đây là lần đầu tiên cô đối diện với sự việc này. Châu Bùi không quên gửi lời cảm ơn đến những người đã động viên chia sẻ an ủi cô vượt qua cú sốc tâm lý trong sự việc lần này. Tuy nhiên Châu Bùi cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Khi bên cạnh những bình luận cảm thông Châu Bùi và lên án hành động quay đáng, không ít tài khoản mạng lại đưa ra bình luận khiếm nhã về nữ người mẫu. Những câu bình luận đó như thể chỉ trích đánh giá về cơ thể của người phụ nữ. Cũng chỉ như đi biển thôi, đẹp với nổi tiếng người ta mới quay làm gì mà căng có bán đồng hồ này không xin giá là những bình luận xuất hiện dưới bài đăng clip liên quan đến sự việc của châu bùi theo nội dung clip châu bùi chia sẻ khi mở máy ra tôi tê liệt hoàn toàn khi nhìn thấy cơ thể mình không còn sự riêng tư tôi không thể tưởng tượng được về chuyện đã xảy ra những gì tôi chia sẻ chỉ là một phần nhỏ nếu tôi không lên tiếng thì còn bao nhiêu nạn nhân tôi không tránh được tổn thương khi đọc những bình luận ý kiến đau lòng tôi không tin tại sao ngoài kia có những người nhẫn tâm với nạn nhân như vậy không chỉ những ý kiến về tôi mà rất nhiều bình luận khiếm nhã về cơ thể phụ nữ nếu những nạn nhân khác không may mắn như tôi họ lấy đâu dũng khí để đứng lên bảo vệ mình nếu không lên tiếng thì làm sao kẻ xấu bị đưa ra ánh sáng bị trừng trị cô bày tỏ thêm đến tận bây giờ tôi vẫn không dám tưởng tượng hậu quả của sự việc nếu mình không phát hiện kịp thời trước khi những hình ảnh này bị phát tán may mắn giữa thời điểm hỗn mang như vậy tôi và ekip nhận được sự hỗ trợ của các bên cơ quan chức năng để giải quyết mọi việc theo đúng pháp luật việc tôi lên tiếng cảnh báo không vì điều gì khác chỉ hy vọng có thể ngăn chặn các hành vi tương tự xảy ra trong tương lai sau cùng phía châu bùi cho biết vẫn luôn theo sát vụ việc phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết nữ người mẫu cũng kêu gọi mọi người không tiếp tay không xem không bình luận không chia sẻ phát tán không gây thêm tổn thương cho nạn nhân trong những trường hợp tương tự châu bùi nhấn mạnh nếu chỉ vì tò mò mà lan truyền những video nhạy cảm khác nào tiếp tay và góp phần hủy hoại cuộc đời bị hại vụ việc châu bùi bị lắp camera quay lén là một trong số rất ít những vụ việc phụ nữ bị đặt camera quay lén được phanh vui trên thực tế, ngoài kia có biết bao cô gái là nạn nhân của trò quay đén này mà chẳng thể lên tiếng. Vì vậy, với những hành động của kẻ xấu, mỗi cá nhân cần mạnh mẽ lên án, không cổ suý tiếp tay cho kẻ ác làm điều ác. Đồng thời, những cô gái cũng nên cẩn trọng hơn khi tới những nơi công cộng, trang bị những kỹ năng cần thiết để xử lý tình huống một cách thông minh nhất. Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào năm 2023 khi người dân phát hiện một xác người trong một bao tải dứa vứt ven đường tại Hải Phòng gây xôn xao dư luận sau quá trình điều tra hành vi phạm tội của hung thủ. Ngày 28 tháng 6, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Hoàng Hữu Thịnh là bị cáo gây ra vụ án này. Theo cáo trạng, khoảng giữa năm 2020, Hoàng Hữu Thịnh sinh năm 1980 có quan hệ tình cảm với chị VHA sinh năm 1994, trú tại quận Kiến An, Hải Phòng. Ngày 8 tháng 6 năm 2023, chị A gọi điện thoại hỏi vay Thịnh 4 triệu đồng để mua điện thoại. Thịnh đồng ý đến khoảng 13 giờ ngày 9 tháng 6 năm 2023, chị A liên lạc với Thịnh để đến vay tiền. Thịnh đồng ý. Vào khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, cả hai quan hệ dược chiếu. Sau đó Thịnh đi ra ngoài và nhìn qua khe cửa, thấy chị A đang lục ví của mình. Thịnh bèn đi vào nói không đồng ý và dằn ví với chị A. Lúc này vĩ rơi xuống đất, chị A cúi xuống nhặt thì thịnh bất ngờ dùng tay trái ghi chị A, làm chị A ngã phần đầu đập xuống nền nhà bất tỉnh. Lúc này thịnh tác nhẹ vào mặt chị A, không thấy phản ứng nên nghĩ chị A đã tử vong. Lấy hai bao tải dứa, một vỏ bao trùm từ trên đầu và một vỏ bao trùm từ dưới chân. Thịnh còn lấy máy điện thoại của chị A để sử dụng đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 10 tháng 6 năm 2023, Thịnh đưa thi thể chị A đến đường Đa Phúc, phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, Hải Phòng, rồi về nhà nằm ngủ. Do sợ bị phát hiện nên khi đến trước cửa nhà số 282 đường Đa Phúc, phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, Hải Phòng, Thịnh bỏ lại xác chị A và đi về phi tan quần đùi của Thịnh, áo sơ mi, áo mưa, mũ của chị A tại khu vực Bãi Sậy đối diện nhà số 685, đường Đa Phúc, phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, Hải Phòng. Ngày 11 tháng 6 năm 2023, Hoàng Hữu Thịnh đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi nêu trên. Tại kết luận giám định tử thi đối với chị VHA, nguyên nhân tử vong do chấn thương xà não, kết luận định giá tài sản điện thoại đã qua sử dụng trị giá 1 triệu 383.000 đồng. Trên cơ sở kết quả điều tra, ngày 29 tháng 5 năm 2024, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành cáo trạng truy tố Hoàng Hữu Thịnh về tội giết người quy định tại điểm E, N, khoảng 1, điều 123 và tội cướp tài sản quy định tại khoảng 1, điều 168 Bộ Luật Hình sự. Về phần trách nhiệm dân sự, gia đình bị hại đã nhận đầy đủ tiền bồi thường, tiền cấp dưỡng và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Hoàng Hữu Thịnh. Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình, sau khi xem xét hồ sơ vụ án, căn cứ vào lời khai và kết quả tranh tụng, Hội đồng xét xử tuyên phạt Hoàng Hữu Thịnh, 23 năm tù về tội danh nêu trên, chỉ vì một phút không làm chủ được cảm xúc mà Thịnh đã phải nhận về bản án thích đáng cho hành động của mình. Tiếp theo chương trình xin được chuyển sang các thông tin khác liên quan đến vụ nữ tài xế điều khiển xe ô tô tông hàng loạt người và phương tiện tại thành phố Vũng Tàu đêm 27 tháng 6 khiến hai người tử vong, và nhiều người bị thương gây ra tai nạn nữ tài xế đã bị tạm giam để điều tra nguyên nhân vụ việc tuy nhiên nhiều người bày tỏ thắc mắc về việc bảo hiểm sẽ bồi thường trong vụ việc này như thế nào trước câu hỏi này bộ phận bồi thường bảo hiểm pichico chi nhánh vũng tàu đã lên tiếng chia sẻ cụ thể theo ông nguyễn văn tùng bộ phận bồi thường bảo hiểm pichico chi nhánh vũng tàu chia sẻ căn cứ trên những nội dung đã được cơ quan truyền thông đăng tải thì có nhiều nội dung không thuộc trách nhiệm bồi thường của đơn vị bảo hiểm Ông Tùng cho biết bảo hiểm đối với xe ô tô thông thường gồm bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc và bảo hiểm thân vỏ xe tự nguyện, mỗi loại bảo hiểm có hình thức bồi thường khác nhau. Đối với bảo hiểm tự nguyện trong trường hợp tài xế không có bằng lái hoặc có nồng độ cồn khi điều khiển xe gây tai nạn, đơn vị bảo hiểm sẽ từ chối bồi thường đối với các thiệt hại của xe ô tô tham gia bảo hiểm xảy ra trong vụ tai nạn. Đối với bảo hiểm tự nguyện trong trường hợp tài xế không có bằng lái hoặc có nồng độ cồn khi điều khiển xe gây ra tai nạn, đơn vị bảo hiểm sẽ từ chối bồi thường đối với các thiệt hại của xe ô tô tham gia bảo hiểm xảy ra trong vụ tai nạn. Còn đối với bảo hiểm trách nhiệm dân sự gồm trách nhiệm bồi thường về người, mức tối đa 150 triệu đồng một người một vụ và tài sản là mức tối đa 100 triệu đồng một vụ. Trong vụ tai nạn xảy ra tại Vũng Tàu đêm 27 tháng 6, cơ quan truyền thông đã đăng tải có 2 người tử vong và 5 người bị thương. Trong trường hợp có đầy đủ hồ sơ chứng từ hợp lệ, mức chi trả tối đa của đơn vị bảo hiểm theo trách nhiệm về người không vượt quá 1,05 tỷ đồng. Nạn nhân tử vong sẽ được bồi thường ở mức cao nhất 150 triệu đồng một người, còn người bị thương sẽ theo hồ sơ bệnh án, hóa đơn điều trị. Nếu nữ tài xế có nồng độ cồn, đơn vị bảo hiểm vẫn bồi thường trách nhiệm về người, nhưng nếu không có bằng lái sẽ từ chối trách nhiệm bồi thường. Trách nhiệm về tài sản, mức bồi thường chỉ tối đa 100 triệu đồng một vụ, nhưng nếu tài xế có nồng độ cồn hoặc không có bằng lái thì đều loại trừ nghĩa vụ bồi thường của bảo hiểm. Ông Tùng phân tích như vậy, nếu nữ tài xế không có bằng lái, có nồng độ cồn khi điều khiển xe gây tai nạn thì bảo hiểm có khả năng từ chối toàn bộ trách nhiệm bồi thường cơ bản như trên. Được biết xe ô tô biển số 72A 70821 trong vụ tai nạn đang được thế chấp vay vốn tại ngân hàng và tham gia bảo hiểm tại đơn vị HV. Trước đó khoảng 21 giờ 17 phút ngày 27 tháng 6, nữ tài xế Trần Thị Thu Thanh điều khiển xe ô tô 72A 70821 lưu thông trên đường với tốc độ cao, đâm va với nhiều người và phương tiện rồi đâm mạnh vào cột đèn trước số nhà 38 đường Lê Quý Đôn mới dừng lại. Hậu quả hai người tử vong tại chỗ được xác định là hai mẹ con. Nhiều người khác bị thương nặng. Kết quả giám định nồng độ cồn cho thấy nữ tài xế vi phạm ở mức kịch khung khi có chỉ số 0,503mg trên một lít khí thở. Cơ quan chức năng cũng đang xác minh vấn đề bằng lái của nữ tài xế này.